Xin chào các bạn đến với kênh trồng hoa của mình nha. Tiếp theo video này thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cái bông hoa thực dược màu hồng nhà mình. Đây là những cái bông hoa thực dược màu hồng các bạn. Mình để là mình lấy hạt các bạn nhé. Thực dược màu hồng này nó có hạt. Mình để mình lấy hạt chứ mình không cắt. Lúc này hoa rất là rực rỡ, rất là đẹp các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái sắc hồng hoa thực dược nhà mình. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.